Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các công cụ trim trong phần mềm AutoCAD 2015. Trong AutoCAD, để cắt các đoạn thẳng theo các đường biên, chúng ta sẽ sử dụng lệnh trim. Ví như mình có những cái đoạn thẳng rất là lộn xộn đây và mình muốn cắt tất cả các đoạn thẳng bằng theo cái đường biên này thì chúng ta phải làm sao? Thì các bạn hãy vào Home, Modify và sử dụng lệnh trim. Các bạn cũng có thể gõ lệnh là TR Enter. Đấy. Sau đấy các bạn hãy lựa chọn cho mình cái đường biên giới hạn, ví dụ như là cái đường này. Đấy, các bạn enter cho mình. Sau đấy các bạn hãy có thể kích chuột này. Đấy, các bạn kích cắt này. Cắt. Hoặc là các bạn cũng có thể là quét chuột này. Đấy, các bạn thấy không? Quét chuột. Đấy. Các bạn thấy chưa? Thì chúng ta đã cắt được cái đối tượng. Đấy. Ngoài ra, các bạn thấy rằng khi chúng ta sử dụng công cụ quét chuột hoặc là kích chuột thì khá chậm, hoặc đôi khi trong nhiều trường hợp chúng ta quét chuột như thế này. Thì ví dụ như mình muốn chọn đối tượng này và lại không muốn chọn đối tượng này, lại chọn đối tượng này mà quét thế này thì nó sẽ ăn hết tất cả các đối tượng. Thì để làm sao có thể chọn lọc các đối tượng chúng ta muốn cắt thì chúng ta sẽ gõ lệnh TR này. Đấy, mình chọn đường biên này. Đấy. Và đây mình enter. Các bạn chọn cho mình công cụ Fencer này. Đấy, đây là công cụ giúp mình có thể lựa chọn đối tượng. Kích vào đây này. Sau đấy các bạn hãy xác định các cái đoạn thẳng đi qua những cái đối tượng mà các bạn muốn cắt. Ví dụ nhá, mình sẽ làm cho các bạn xem này. Đấy. Thấy không? Bỏ cái đối tượng này không chọn này. Đấy. Cắt qua đối tượng này này. Đấy, đối tượng này này. Vào đây để cắt đối tượng này này. Đấy, ra đây không cắt này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Bây giờ mình enter này. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ cắt các đối tượng mà chúng ta lựa chọn. Đấy, công cụ này rất là thú vị. Đấy. Và ra này. Đôi khi nhá, đôi khi các cái đường giới hạn chúng ta nó nằm bên ngoài này chẳng hạn. Và nếu các bạn sử dụng lệnh trim bình thường này, mình enter này, chúng ta không thể cắt được. Thì để làm sao có thể cắt được các đối tượng trong trường hợp này thì các bạn hãy sử dụng công cụ X cho mình. Đấy, các bạn kích vào đây. Sau đấy các bạn sử dụng công cụ Piston. Đấy. Và bây giờ các bạn hãy lựa chọn các cái đối tượng mà các bạn muốn cắt, ví dụ bên này này, cắt này. Cắt này, sang bên này này, cắt bên này. Đấy, hoặc là quét chuột này. Đấy. Chưa? Và tiếp tục sử dụng công cụ Fencer này. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Và mình enter này. Đấy. Đây là công cụ trim mà kết hợp với Piston trong CAD 2015. Đấy. Ngoài ra có một chỗ trường hợp nữa, ví dụ như thế này, ví dụ là cái đường thẳng này nó về đây. Và bây giờ chúng ta muốn cắt một cách rất là tự do, ví dụ cứ khoảng nào chúng ta muốn cắt thì chúng ta cắt. Thì các bạn hãy gõ lệnh TR này, các bạn enter này. Các bạn enter thêm một lần nữa cho mình. Đấy. Và bây giờ chúng ta cắt này, các bạn thấy chưa? Đấy, thích cắt cái đoạn nào thì cắt. Và cái đoạn chỉ cần là cái đoạn đấy nó được giới hạn và nó có cái giới hạn nó kéo dài ra được như này chẳng hạn. Đấy, thấy không? Đấy. Cắt rất là tự do. Đấy. Ví dụ cái đoạn này này, nó không được giới hạn này, không cắt được này. Và cái đoạn này nó được giới hạn, tuy nhiên nó không lòi ra cái gì chúng ta cũng không cắt được. Đấy, chúng ta chỉ cắt được như thế này thôi. Đấy. Các bạn thấy chưa? Rất là nhanh chóng trong AutoCAD. Đấy là những cái điểm thú vị mà các bạn có thể tìm hiểu về công cụ trim trong phần mềm AutoCAD 2015. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.